trace of your lineage. You stand on the backs of those who came before you, the defiant ones, outlaws of adventure, explorers of the unknown. Harley-Davidson defined the motorcycle, but it was you who challenged the destination and rode across continents. You who climbed uncharted mountains, who raged through desert sand, and faced the fury of ice and snow in the hope of discovering beauty unknown. You are the Pathfinders, whose hearts beat to discover new terrain and to find yourself all over again in the emptiness of an open road. It has always been your relentless spirit for adventure that's pushed us to take you further. Why call it adventure touring when it's human nature to seek beyond our limits? I am the Pan America, forever exploring. And I am here by the grace of my lineage. I am Harley Davidson. Một phần trình diễn cực kỳ ấn tượng. Xin chào đón tất cả sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông David Archibald, Tổng Giám đốc Annapurna Quốc tế Việt Nam. Mr. David Archibald, General Director of Annapurna International Việt Nam. Thank you. Good morning, everyone, and thank you for joining us today for our event, both in person and online. And thank you all for following the rules of social distancing. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã tham dự sự kiện ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã tuân thủ quy định giãn cách xã hội. The 2021 Pan America 1250 Special is the best motorcycle Harley-Davidson has ever produced. Mẫu Pan America 1250 Special của Harley-Davidson là một trong những mẫu xe tốt nhất mà hãng chúng tôi sản xuất. You will hear from my team about the technology and the features that this motorcycle brings to the roads of Vietnam. Đội ngũ của chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về những tính năng và công nghệ của mẫu xe tuyệt vời này tại cung đường ở Việt Nam. Harley-Davidson has entered the adventure touring segment with a real competitor for the icons of this segment. And it is powerful, capable, and innovative, all without losing its Harley-Davidson identity. Harley-Davidson đã chính thức tham gia vào thị trường xe adventure touring và một sản phẩm mang tính biểu tượng của phân khúc. Một mẫu xe mạnh mẽ, mới mẻ và nó sẽ vận hành tốt mà không mất đi những gì đặc trưng của hãng Harley-Davidson. Thank you all for joining us today. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị đã tham dự cùng chúng tôi ngày hôm nay. Và xin giới thiệu những thành phần của ban tổ chức là ông Lê Duy Lực, Giám đốc Harley-Davidson Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Khôi, Sales Manager Harley-Davidson of Sài Gòn. Và ông Lê Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc chi nhánh Central Sài Gòn Harley-Davidson. Tiếp theo chương trình, xin mời anh Lực và anh Thịnh có đôi lời chia sẻ về đặc điểm của mẫu xe đặc biệt này.
Ok, xin chào anh chị. Với sứ mệnh chinh phục mọi cung đường thì Harley Davidson đã có ý tưởng thiết kế và sản xuất chiếc xe Pan America từ cách đây 3 năm. Thì anh chị nếu theo dõi Harley từ những năm 2018 thì đã thấy những bản phác thảo đầu tiên cũng như là những cái mô hình mẫu đầu tiên của chiếc xe này. Thì thách thức lớn nhất là làm sao để tạo ra một chiếc xe Adventure Touring nhưng vẫn mang DNA đậm chất của Harley Davidson, bởi vì như mọi người cũng nắm là Harley nổi tiếng với dòng xe Cruiser cơ bắp mạnh mẽ. Tuy nhiên thiết kế của dòng Adventure Touring thì nó khác biệt. Thì với lợi thế sinh sâu đẻ muộn thì Harley đã có nhiều thời gian để nghiên cứu, phát triển những công nghệ mới nhất để cho ra đời chiếc xe Adventure đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu. Thì có thể nói đây là một chiếc xe Adventure hoàn hảo nhất. Thì về thiết kế tổng thể, để giữ nguyên tinh thần của Harley là lấy khối động cơ làm trung tâm, thì chiếc xe này cũng mang phong cách như vậy. Thì anh chị có thể thấy khối động cơ V-twin nằm ở ngay chính giữa xe, rất là đặc sắc và nổi bật. Logo Bar & Shield của Harley thiết kế phá cách trên thân xe. Và phần đầu đèn được gợi nhớ đến mẫu xe Softail Fastbob hiện tại, với viền LED đặc trưng rất là cá tính. Phần dàn áo và miếng ốp cũng như cánh yếm thì làm chúng ta gợi nhớ liên tưởng đến dòng Roadline Special. Thì điều này làm tăng sự kết nối của chiếc xe Pan America mới với các mẫu xe hiện tại của Harley Davidson. Như anh Lực đã chia sẻ thì phần động cơ là phần nổi bật nhất của mẫu xe này. Xin mời em Thịnh sẽ nói chi tiết cho chúng ta. Vâng, động cơ luôn luôn là niềm tự hào của Harley và Pan America Special 2021 cũng không phải là ngoại lệ. Năm nay chúng tôi cho ra mắt khối động cơ Revolution Max 1250, 1252 phân khối. Đây là động cơ được thiết kế hoàn toàn mới, sử dụng DOHC và van biến thiên thay vì là truyền động bằng đũa cam truyền thống, kết hợp với hộp số 6 cấp được cải tiến rất nhiều, cho ra công suất 150 mã lực và 127 Nm mô men xoắn. Đây là công suất cực kỳ ấn tượng cho một chiếc Adventure Touring và một chiếc Harley. Thì theo Thịnh nhớ không lầm thì trong vòng 10 năm trở lại đây, đây là công suất mã lực lớn nhất mà Harley chế tạo trên một chiếc Harley Davidson. Ok, ngoài ra động cơ này còn đóng góp làm một phần khung sườn của xe, giúp cho xe giảm trọng lượng rất là đáng kể. Và chiếc xe này chỉ nặng khoảng 248kg sau khi đổ đầy xăng nhớ. Đây là một chiếc xe khá là nhẹ trong dòng Harley Davidson. Và cuối cùng, động cơ được sử dụng hệ thống làm mát tiên tiến nhất, giúp cho anh chị em có thể chinh phục mọi cung đường một cách dễ dàng. Và phần giảm xóc của mẫu xe này cực kỳ độc đáo. Xin mời anh Lực có thể chia sẻ cho chúng ta. Ok, thì mình cực kỳ ấn tượng với cái giảm xóc của chiếc xe này. Thì được trang bị Showa bán điện tử thích ứng. Thì cái giảm xóc này nó có thể tùy chỉnh độ nén cũng như là độ nhúng tùy thuộc vào từng cái mốt chạy, từng chế độ lái, tùy thuộc vào từng cái thể trạng người, trọng lượng, tải trọng cũng như là từng tốc độ cũng như điều kiện mặt đường, thì rất là thông minh. Và đi kèm với cái phuộc này thì một công nghệ nữa lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe của Harley nói riêng và có thể là đầu tiên của dòng Adventure, đó là chiều cao lái xe thích ứng Adaptive Ride Height. Thì nói nôm na là khi mà cái xe dừng thì chiều cao yên nó sẽ hạ xuống thấp nhất, và khi mà chiếc xe chuyển động thì chiều cao yên nó sẽ nâng lên mức cao nhất để mình dễ dàng vượt được những địa hình, và khi mà dừng lại thì nó rất là dễ cho mình ngồi lên. Thì chiều cao tiêu chuẩn của nó là 890, nhưng mà khi mà hạ xuống maximum thì nó chỉ còn 840 thôi. Thì điều này đặc biệt phù hợp với thể trạng của người châu Á và đặc biệt là người Việt Nam nói riêng. Theo em biết thì cái mẫu xe này đã trang bị được rất là nhiều option, anh Thịnh có thể chia sẻ không ạ? Vâng, như sếp em vừa nói thì Pan America là chiếc xe, một trong những chiếc xe tuyệt vời nhất mà Harley Davidson chế tạo. Thì Harley rất là ưu ái cho chiếc xe này và trang bị gần như là full. Rất là hiếm thấy khi ở trên một chiếc Harley, thường thì anh chị em chỉ có mua một chiếc Harley và đổ rất là nhiều thứ vào. Nhưng mà chiếc xe này được trang bị full từ đầu tới chân, kính chắn gió, ốp bảo vệ, ốp gầm, cản chống đổ. Đèn trước là đèn LED tự động tích hợp góc lái, khi mà anh chị em vô cua thì đèn sẽ chợ sáng, giúp cho anh chị em đi buổi tối, đi ban đêm rất là an toàn. Ngoài ra thì
nhiều chi tiết ở trên xe cũng được trang bị rất là nhiều thứ để bảo vệ. Thì mời anh chị em khám phá sau. Và bình xăng thì dung tích bình xăng cũng là quan trọng khi trong một chiếc Adventure. Thì chiếc xe được trang bị dung tích bình xăng 20 lít. Thì khi mà anh chị đổ đầy bình có thể đi hơn 400 cây mà không cần đổ xăng, thì năm nay anh chị có thể đổ đầy bình và chạy từ đây ra đi thẳng một mạch tới Nha Trang. Thì ngoài ra xe này phiên bản về Việt Nam, nếu phiên bản Mỹ là bánh bánh mâm và bánh căm chỉ là option, nhưng mà xe về Việt Nam là full option, có tích hợp sẵn bánh căm trước sau. Thì kích thước bánh trước là 19 inch, bánh sau là 17 inch, thiết kế đặc biệt dành cho Adventure. Và chiếc xe này á cũng được trang bị tất cả những công nghệ an toàn nhất mà một chiếc xe địa hình cần có. Như anh chị em thấy, phanh liên kết điện tử, ABS khi vào cua, kiểm soát độ bám đường khi vào cua, hệ thống kiểm soát moment xoắn, traction control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cái này đặc biệt quan trọng đối với những chiếc xe cao và khá nặng. Khi mà lên dốc hoặc xuống dốc sẽ có một cái phanh hỗ trợ cho anh chị em không bị mất lái và cực kỳ an toàn. Và hệ thống kiểm tra áp suất lốp cũng rất là quan trọng trên mỗi chuyến hành trình của mọi người. Thêm vào đó, xe được trang bị rất nhiều chế độ lái, có tổng cộng là 71 chế độ lái tương ứng trên màn hình: Sport Mode, Road Mode, Range Mode, Off-Road Mode, Off-Road Plus Mode. 5 chế độ này là tiêu chuẩn từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, điểm thú vị là có Custom Mode và Custom Off-Road Mode. Khi mà anh chị em lựa chọn chế độ này thì anh chị em có thể tùy chỉnh tất cả những tính năng ở trên xe. Quan trọng nhất, độ trễ bướm ga, hành trình phuộc phản ứng ra sao, vào cua ABS ra sao, traction control ra sao, đều có chế độ hết. Và đặc biệt có thể tắt hết và anh chị em có thể chạy một cách bạo lực nhất đối với cái xe này. Đó. Ok, thì về phần màu sắc của xe thì chiếc xe Pan America Special này được phân phối với 4 màu sắc. Đầu tiên là màu đen truyền thống của Harley. Tiếp theo là mẫu màu xám, Gunlet Grey Metallic. Và màu xanh rêu, Deadwood Green. Và phiên bản đang nằm ở trên đây là phiên bản màu Tutong. Phiên bản giá cao nhất của chiếc xe này đó là màu cam trắng, Baja Orange và Stonewash Wiper. Thì hiện tại là các mẫu xe đây mình sẽ đang đăng kiểm và sẽ được phân phối, sẽ được mở bán rộng rãi trong thời gian sớm nhất. Và đây là phần quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay. Và công ty chúng tôi xin được báo giá niêm yết cho tất cả mọi người cùng biết. Và xe đối với một thùng sau giá chỉ từ 839 triệu. Và xe đối với giá hai thùng hai bên là từ 859 triệu. Còn xe full option với 3 thùng là từ 879 triệu. Và với mức giá như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không tiến tới dealer Harley Davidson gần nhất để có thể tự trải nghiệm cho mình. Và xin cảm ơn phần phát biểu của anh Lực và anh Thịnh. Sau đây thì tới phần báo chí sẽ đặt câu hỏi cho từ phía công ty của chúng tôi và các nhân viên của chúng tôi sẽ đem mic đến tận tay cho các bạn. Dạ, xin mời anh ạ. Chào mọi người, chào đại diện của Harley. Thì Tâm có một câu hỏi muốn hỏi là tại sao Harley Davidson lại chuyển hướng sang phân khúc Adventure trong thời điểm này? Thì nãy mình cũng chia sẻ là cái sứ mệnh của Harley là thiết kế một chiếc xe để có thể chinh phục mọi cung đường. Thì cũng có rất nhiều khách hàng của Harley đang sử dụng những dòng xe hiện tại, nhưng mà theo khách hàng feedback là chỉ đi được những cung đường đẹp thôi. Còn những đường ví dụ như cát, sỏi, đá, băng rừng, lội suối thì không đi được. Nên đây là chiếc xe sinh ra để phục vụ cho mục đích đó. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin chào mọi người, xin chào ban giám đốc. Thì mình có câu hỏi như thế này. Thì lúc nãy theo Lực chia sẻ là cái này xe này nó có cái công nghệ là Adaptive Height, thì cái điều chỉnh cái độ cao yên xe đó, thì anh có thể chia sẻ là cái chiều cao yên mà thấp nhất á, là nó có thể hạ thấp nhất là bao nhiêu? Với lại lúc nãy mình xem cái giá bán là có 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, thì cái giá đó là khi mình mua là luôn có thùng đi theo đúng không? Xin cảm ơn. Xin mời anh Thịnh trả lời câu hỏi này của khách hàng ạ.
Ok, cảm ơn anh Thắng. Theo thông số của nhà sản xuất thì Pan America 2021 là có chiều cao yên 890. Nhưng có một công nghệ phải nói là hàng đầu, đầu tiên của ngành mô tô, đó là Adaptive Ride Height. Thì nó tự động thích ứng, cái này là hoàn toàn ô tô hết. Khi mà mình ngồi lên xe, mình bật máy thì cái phục nó sẽ tự động hạ xuống tùy theo cân nặng của mỗi người, và nó hạ xuống maximum là khoảng tầm 2 inch, có nghĩa là xuống được khoảng tầm 50mm, 5cm nữa là còn 840. Chưa hết, trên cái xe, trên cái engine của xe là nó có hai nấc chiều cao để ngồi nữa. Thì hai nấc chiều cao để ngồi nó cách nhau khoảng tầm 1cm nữa. Đó, thì nếu mà hạ hết xuống thì còn khoảng 830mm cho mọi người. Và để dễ hình dung hơn thì Thịnh là 1m7. Và nếu mà hạ hết thì Thịnh có thể chống nguyên một bàn chân xuống dưới xe luôn. Ok, và bổ sung câu trả lời của Thịnh thì ở ngoài kia mình có chiếc xe có gắn một cái option yên độ thấp hơn được 1 inch là 800. Nếu mà hạ thấp xuống maximum của chiếc xe nguyên bản là 840 thì cái yên kia còn thấp hơn được 2,5cm nữa. Coi như là chiếc xe này nếu mà chiều cao yên thấp nhất là 815 thì một bằng nửa công ty mình cao 1m58 vẫn ngồi ok. Chị em hỏi mình còn bất kỳ câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, xin mời anh. Một chiếc xe rất là hấp dẫn. Nếu mà có tiền mà mua được cái bản full option thì quá tuyệt vời để chạy rồi. Tôi thắc mắc là bên Hyundai có mang cái bản P về bán không? Và nếu có thì cái khoảng giá nó chênh lệch với bản full option cỡ bao nhiêu? Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Thì thiệt sự là bản base không chênh lệch với bản special là mấy. Nên là Hyundai Việt Nam chỉ phân phối bản special cho đời 2021. Mình bổ sung một cái ý nãy bên chỗ anh Thắng hỏi về cái thùng. Bên mình chỉ bán xe kèm theo một trong ba option thùng, là khách hàng có thể lựa chọn chiếc xe với một cái thùng top case, hoặc là chiếc xe với hai thùng hai bên, hoặc là chiếc xe full option ba thùng. Mình còn câu hỏi nào để đến ban tổ chức để trả lời không ạ? Có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị cứ giơ tay và nhân viên của chúng tôi sẽ đem mic đến cho quý vị để giải đáp những thắc mắc ngay bây giờ luôn ạ. Và nếu không còn câu hỏi nào nữa thì xin cảm ơn anh Lực và anh Thịnh đã có phần trình bày cực kỳ chi tiết về mẫu xe Pan America 1250 Special này. Xin cảm ơn hai anh. Và chúng tôi rất tự hào khi trên toàn quốc đã có hơn 20 đặt hàng mẫu xe Pan America này. Và chính quý vị, những người ở đây là những người đầu tiên tận mắt và tận tay được sở hữu và được chạm vào chiếc xe, mẫu xe cực kỳ đặc biệt này. Và nếu không còn bất kỳ câu hỏi nào nữa, xin mời quý vị có thể tự do tham quan showroom. Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay, quý báo chí và cũng như quý vị đã xem live stream trực tiếp tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.